bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sinh non 2,2kg thế mà chỉ sau 3 tháng, tiểu công chúa nhà Khánh Thi dễ thương không nhận ra. Thưa quý vị, cách đây ít giờ, nữ kiện tướng Dan Sport Khánh Thi chia sẻ đoạn clip vui đùa cùng con gái trên trang cá nhân. Tiểu công chúa 3 tháng tuổi Anna Phương Diễm trộm phía rất bụ bẩm và cứng cáp, dù trước đó chào đời trong tình trạng sinh non, chỉ nặng 2,2kg. Trong clip, Anna liên tục cười tích mắt khi vui đùa cùng mẹ. Nụ cười hồn nhiên và đáng yêu của ái nữ nhà Khánh Thi khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú. Theo chia sẻ của nữ kiện tướng Dan Sport thì cân nặng của Anna hiện đang là 6kg sau 3 tháng 16 ngày chào đời. Khánh Thi nhận định dung mạo của con gái giống hệt con trai Kobe, quý tử đầu lòng của cô và ông xã Phan Hiển. Khánh Thi cãi vã căng thẳng với chồng kém tuổi vì nghi ngoại tình. Những ngày gần đây, nhiều khán giả đồng nghiệp không khỏi lo lắng khi Khánh Thi liên tục có những dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ hoàng Dan Sport thừa nhận cô đã có lựa chọn nhầm và tâm sự rằng thích một người đã là hạnh phúc rồi, không nhất thiết phải giữ người đó bên cạnh mà là buông tha cho chính mình. Dù không tiết lộ cụ thể câu chuyện này, nhưng việc Khánh Thi nói rằng cô chọn nhầm người cho đến những dòng úp mở về tình yêu khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về hôn nhân lục đục giữa cô và chồng kém tuổi Phan Hiển. Chưa kể trước đó vài ngày, bà mẹ hai con cũng từng thừa nhận rằng cô đang bị stress, trầm cảm sau khi sinh. Không ít lần người đẹp tự kỷ và khóc lóc vì sợ chồng sẽ bỏ mình đi ngoại tình, con cái hư hỏng khó dạy bảo. Đứng trước sự ngờ vực của dư luận, mới đây, chia sẻ với chúng tôi, Phan Hiển thừa nhận giữa anh và Khánh Thi đã có những bất hòa cãi vã khá là căng thẳng thời gian gần đây. Anh nói, đúng là mấy ngày qua, hai vợ chồng tôi xảy ra chút trục trặc. Nhưng là vợ chồng ai cũng thế, không tránh khỏi những lúc cãi vã giận hờn. Chồng trẻ kém 12 tuổi giải thích kể từ khi sinh em bé thứ hai, bà xã anh trở nên nhạy cảm hay ghen tuông nghi ngờ. Mỗi lần Phan Hiển vắng nhà, Khánh Thi đều nghĩ rằng anh đi chơi hoặc đi tìm tình mới. Phan Hiển cho hay, thời gian qua cũng do bận rộn nhiều việc nên tôi ít dành thời gian ở nhà cùng vợ con. Tôi nhận ra mình cũng có lỗi vì đã biết Khánh Thi bị trầm cảm sau khi sinh mà vẫn để cô ấy lo lắng buồn bã như vậy. Sau khi tôi chủ động giải thích và làm lành, hiện mọi mâu thuẫn của vợ chồng tôi đã được giải quyết ổn thỏa. Khánh Thi và Phan Hiển kết hôn từ năm 2015 sau một thời gian dài bị gia đình phản đối vì tình yêu lệch tuổi. Tuy nhiên, sau khi sinh con trai đầu lòng cho Phan Hiển, gia đình nhà chồng đã dần chấp nhận Khánh Thi và xem cô như con cái trong nhà. Và giữa tháng 6 vừa qua, nữ hoàng Dan Sport tiếp tục sinh con gái thứ hai ở tuổi 37 bằng phương pháp sinh mổ. Cả hai được xem là một trong những cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc và được nhiều khán giả ngưỡng mộ yêu mến trong showbiz Việt. Khánh Thi bật khóc kể chuyện tình chồng gai với chồng kém 12 tuổi. Quý vị thính giả thân mến, trong showbiz Việt, Khánh Thi và Phan Hiển là một cặp đôi đặc biệt khi người vợ không chỉ hơn chồng đến một giáp mà còn từng có mối quan hệ thầy trò. Thời điểm công khai chuyện tình cảm, cặp đôi gặp không ít dị nghị bàn tán từ dư luận. Vượt qua tất cả, họ vẫn bên cạnh nhau, có cuộc sống hôn nhân viên mãn với một bé trai đầu lòng và sắp đón chào thêm thành viên mới vào tháng 7 tới. Tuy nhiên đến đây, khi nhớ lại quãng thời gian yêu đầy chông gai, Khánh Thi không thể kìm được nước mắt. Nữ kiện tướng Dan Sport kể, khi mới yêu, cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ hai gia đình, nhưng sau đó gia đình lại phản đối, thậm chí cấm không được nhìn mặt nhau, khiến mối tình đũa lệch bị gián đoạn mất 2 năm. Đến khi tái hợp, Khánh Thi thông báo có thai, điều này hoàn toàn bất ngờ đối với cả Khánh Thi và Phan Hiển cũng như là những người khác. Vũ Công sinh năm 1981 kể với đàn chị Việt Hương trong Là Vợ Phải Thế. Nhiều người còn quở em là con này làm sao mà có bầu được. Tiếp lời vợ, Phan Hiển chia sẻ Khánh Thi gặp rất nhiều áp lực đến từ cả gia đình, bạn bè và xã hội đến mức phải vào viện thường xuyên trong thời gian mang bầu Kobe. May mắn thời điểm đó, Khánh Thi luôn có Phan Hiển ở bên cạnh động viên, làm chỗ dựa, giúp cô vượt qua những sóng gió và đi đến hạnh phúc như hiện tại. Lời chia sẻ của Khánh Thi và Phan Hiển khiến Việt Hương, Harry Quân và toàn thể khán giả trong trường quay cảm động, cũng như là khâm phục tình yêu của cặp đôi cô trò. Sự thật gia thế giàu có của Phan Hiển khiến Khánh Thi bị tố vì tiền. Tin đồn Khánh Thi yêu Phan Hiển vì tiền đã dậy sóng cộng đồng mạng những ngày qua. Người hâm mộ cặp đôi này cũng thắc mắc về gia thế thực sự của Phan Hiển. Năm 2015, Khánh Thi Phan Hiển công khai chuyện tình cảm. Trước mối tình đũa lệch, nhiều người đã hoài nghi về sự chân thành khi cặp đôi này đến với nhau. Có người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò PR
bởi Khánh Thi hơn Phan Hiển tận 12 tuổi. Tuy nhiên thời gian đã chứng minh tình cảm sâu sắc của họ. Vượt qua những thị phi, cặp đôi đã dần nhận được thiện cảm từ công chúng. Và sau hơn 2 năm công khai, Khánh Thi và Phan Hiển đã có được một cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Tuy nhiên mới đây, sóng gió lại đến khi có một Facebooker được cho là người quen của Phan Hiển tố Khánh Thi yêu Phan Hiển vì tiền. Facebooker có tên BLPT đã khiến cho làng giải trí Việt xôn xao với dòng trạng thái: "Ừa thì hồi cấp 3 mình học MC ấy và cũng thông qua một số người bạn nên quen em gái Phan Hiển, có ạt cả Facebook rồi, sang nhà ấy chơi được 3 lần và khẳng định luôn nhà Phan Hiển khá giàu. Tóm lại là mình từng có suy nghĩ, cá nhân thôi, là Khánh Thi lấy Phan Hiển vì tiền." Trong dòng tâm sự của mình, cô gái đã tiết lộ bản thân là bạn của em gái Phan Hiển và cô biết rõ những chuyện trong gia đình của nam dancer này. Theo đó, gia đình ông ngoại của Phan Hiển rất giàu có, cả gia đình hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Họ là những doanh nhân có tiếng ở mảnh đất Sài Thành. Thực hư chuyện này ra sao? Thông tin đăng tải trên nhiều tờ báo cho thấy hàng loạt cao ốc nằm tại các con đường đẹp, nằm rải rác khắp các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh, được cho là thuộc sở hữu của đại gia đình Phan Hiển. Điều đó còn được minh chứng rõ ràng ngay cả trong đoạn clip chia sẻ về cuộc sống của Phan Hiển khi đi thi chương trình Show You Think You Can Dance 2013. Theo đó, trong clip quay lại cuộc sống của gia đình Phan Hiển trong một ngôi biệt thự mặt phố hoành tráng và đắt tiền, việc Phan Hiển dấn thân vào con đường dancer chuyên nghiệp đã khiến gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc khá phật lòng. Nhưng vì ước mơ và niềm đam mê của Phan Hiển nên gia đình đành chấp nhận rồi tạo điều kiện hết mức có thể cho Phan Hiển theo đuổi con đường dancer chuyên nghiệp. Nếu chỉ có tài năng thôi thì chưa đủ, người chơi phải có điều kiện để nuôi dưỡng ước mơ, và gia đình Phan Hiển chính là bệ đỡ để giúp anh phát triển. Mới sinh năm 1993, nhưng nhờ những chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, những chuyến dự thi tự túc, Phan Hiển trở thành một trong 4 dancer hot của làng dance pop Việt Nam khi mới 16 tuổi. Không chỉ vậy, mới sinh năm 1993, Nguyễn Đoàn Phan Hiển đã có những món quà chất để tặng vợ như đồng hồ gắn kim cương nửa tỷ đồng hay cặp nhẫn hàng hiệu, số lượng có hạn. Nhưng với những ai yêu mến cặp đôi Khánh Thi Phan Hiển đều thấy rằng họ rất ít khi khoe mẽ trước đám đông, đặc biệt là Phan Hiển, sinh ra trong nhung lụa, có gia thế giàu có trong thành phố lớn, nhưng cuộc sống hàng ngày của anh rất bình thường. Phan Hiển tập trung vào sự nghiệp, anh xây dựng một vũ công chỉnh chu và nói không với những ồn ào. Ngay cả khi mang tiếng lái máy bay bà già cùng nhiều lời đàm tiếu khó nghe, Phan Hiển vẫn giữ được bản lĩnh. Anh không phát ngôn, không nổi nóng, không chống trả lại những lời đàm tiếu, mà bình tĩnh để thời gian chứng minh tất cả. Trong sự nghiệp, Phan Hiển được xem là dancer chuyên nghiệp, yêu nghề và nói không với những chiêu trò. Anh không khoe gia thế khủng trước dư luận. Hiện tại Phan Hiển được xem là một trong những vũ công chuyên nghiệp, tuổi trẻ mà ít chiêu trò nhất Việt Nam. Trong chuyện tình cảm, khi bén duyên với Dance Sport cũng là lúc Phan Hiển gặp được cô giáo Khánh Thi. Anh yêu cô giáo của mình và mối tình ấy đã vượt lên tất cả để họ được đến với nhau. Khi ấy chính Phan Hiển là người dìu dắt, giúp Khánh Thi bước qua những tổn thương để mở lòng với hạnh phúc. Dù còn ít tuổi nhưng anh lại tỏ ra chín chắn hơn người. Điều đó đã làm Khánh Thi cảm phục, để rồi yêu. Vốn là một chàng công tử sinh ra đã sướng, nhưng Phan Hiển không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ỷ lại vào gia thế. Anh luôn tự thân vận động, tự lo cho sự nghiệp của mình và cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân bằng chính tài năng, sức lực tự có. Ngay cả đến kinh tế, Phan Hiển cũng tự mình xây dựng. Trung tâm nhảy của Khánh Thi Phan Hiển chính là mồ hôi công sức của cả hai, cố gắng cho mọi người thấy họ không có thói quen dựa dẫm. Cho đến hiện tại, khi tin đồn Khánh Thi vì tiền nên mới yêu Phan Hiển lộ ra ngoài, chàng trai sinh năm 1993 vẫn đứng lên bảo vệ vợ. Anh đã rất tức giận và coi đó là những chuyện tào lao của những người rảnh rỗi. Bên cạnh đó, Phan Hiển động viên vợ đi qua những đàm tiếu bịa đặt của người đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.